Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay tiếp tục về chỗ bãi kiển của anh Thạnh ở dưới chân cầu Gạch Cam thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ quý vị các bạn. Mọi việc bạn giao lưu với anh Thạnh một số cây mai tàn lớn chơi tết. Đây, cho thuê xe du lịch luôn. Mua bán mai cho thuê xe luôn. Rồi giờ mình vô gặp anh Thạnh để biết chi tiết cây ha quý vị. Rồi em xin chào kênh Bonsai Cần Thơ. Rồi em xin kính chào cô chú anh chị yêu mai vàng trên cả nước. Lời nói đầu tiên thì em cũng xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ em cái clip vừa qua. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn. Và một năm mới em xin chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong công việc ạ. Thì hôm nay em gửi đến cô chú anh chị mình là 10 cây mai tàn thành phẩm cô chú anh chị. Bao gồm mai lớn nhỏ có, xù có. Thì không đợi chờ lâu rồi cô chú mình vô cây số 1. Cây mai vàng. Dạ. Vàng này là chỉ có bông 5-7-9 cánh, 5-7 cánh nghe cô chú anh chị. Mai này giống như mai xưa vậy á. Cái bộ đế nó hết biết đẹp luôn. Này bông thì nó bông chùm mà có 5-7 cánh nè, mai xưa. Thì coi cô chú nào yêu thích giống mai này thì cô chú mình điện thoại chốt nha. Số điện thoại Zalo của em là 0906 626 660. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ cho em ạ. Đây nó có cộng ghế màu hết trơn nè. Nếu mà cô chú mình không xài, cắt này bỏ về xài cái này cũng được. Nó hay hơn. Tại em trồng thì em để cô chú nào thích thì tiện ngang đây có ghế mồi đủ hết trơn nha cô chú. Dạ, để đẹp, đều uống mặt đó, để em đo hoành thân chứ. Hoành thân đo sát cổ ghế được. Được 39. Ủa này 40 chứ lộn. 40. Sát cổ đế. Dạ. Em đo thoát thân. Thoát thân nó tới mặt bầu là 75. Em đo củ nở nữa coi. Tại này nó dính cái ấy. Em đo củ nở cho cô chú mình hình dung đó. Cây này đế cũng đẹp lắm á. Đo đại đỡ vậy thôi. Rồi đo tới tham khảo thôi chứ. Cái này đâu có tính. 65. Cái này tán ngang đó là 2m9, em có đo hộ sẵn rồi, cao 3m. Bông thì 5-7 cánh rồi nha. Này cây xưa mà nó được cái là nó tàn nó đều, 3 tầng đẹp lắm. Cô chú anh chị làm có cái không gian bự để cái cây này nhìn đẹp lắm. 3 tầng. Cái cây đó em chỉ chỉnh sửa cho nó ngay lại thôi. Ngang đó là 2m9, cao 3m. Cây số 1. Dạ cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 10.500.000, em bao ship 200 km à. Dạ. Nguyên lô hôm nay em chỉ bao ship 200 km nha cô chú anh chị. Dạ. Nụ nhóc. Tiếp tục cái mã cây số 2. Cây số 2 này hình đi gan như con thú nha cô chú. Hết biết cái này bệ đế này rồi đó. Già sần sù dữ lắm rồi. Nó có hai mắt nè. Hai bú hai mắt ở đây. Đẹp lắm. Cái này đẹp lắm cô chú ơi. Cái này là em bao bông đẹp cho cô chú mình luôn đó. Đó đế thì chảy điệu rồi hết chứ. Khỏi chê rồi. Như thú mà nó ngồi á.
Cây này là bông 5-7-9 cánh, là bông đẹp luôn, bao cô chú bông đẹp bông thơm luôn. Thơm ha. Dạ. Là cái này về lặt lá là đón xuân năm 2022 luôn á cô chú anh chị. Bông đẹp luôn. Để em hạo cái hoành đế nó coi. Đế này khủng lắm. Hai, bốn, để được có hai mét ba. Để em đo cái củ đặc đó chỗ này nè, củ này củ đặc sạch luôn. Trăm mười ba nguyên củ đặc sạch luôn á. Để em đo hoành thân đó, em đo sát củ đế đi, đo hai vị trí đi, là 50 thôi, tính 50 thôi, xích trên chút nó 52 thoát thân tới tay cành 70. Này cây số 2 là 8.000, nó là 2m7, cao 3m. Cây là bông bao đẹp cô chú anh chị mình luôn nha. Là em giờ cũng vẫn là bao ship 200 km rồi. Bông nụ anh coi nó nụ quá trời nụ luôn. Nụ đặc sản luôn á. Bông trùm luôn, bông thơm luôn, bông bao bông đẹp luôn. Cây này là em có mặt bông rồi, nếu mà cô chú anh chị nào mình thấy ấy là ưng ý thì kết bạn cái lô em chụp gửi qua cho. Em có mặt bông rồi. Cây này ở ngoài là mình nhìn đẹp lắm cô chú, hình dung là hết biết luôn đó. Cây này già cây dữ lắm rồi, lên xù da me sần sụ hết trơn. Cây này là cô chú về là chân tết hết ý luôn. Cây này với cây bên kia là một cặp luôn á, đó bằng nhau luôn. Cô chú nào mà chốt cặp đi em để nới lại cho. Đó, cặp thì có giảm giá. Cây mã số 2 này là em giao lưu với cô chú anh chị mình là 32 triệu, em bao ship 200 km nha. Dạ. Tại vì cái phí ship bây giờ cũng nặng cô chú anh chị ơi, chứ cây này cây lớn nữa. Em chỉ ship xe tải cho cô chú anh chị mình thôi. Bộ đế nè, nhìn hết biết bộ đế. Hai tay để chưa bít một lõm nữa. Thú ngồi quá trời đẹp luôn. Này là cây này tàng đa. Mây vàng. Bông thì khỏi chê. Bông trùm bông thơm luôn. Rồi tới cây mã số 3. Cây mã số 3 này là cũng là cây mai vàng. Bông em coi bao cô chú là bông đẹp bông thơm luôn, bông trùm và bông bự lắm nha. Đó, cây này là em có mặt bông hết trơn rồi. Cái này là nó tán ngang là 2m7, cao 3m luôn. Cây này cây số 2 với cây số 3 là một cặp mấy cô chú nằm chốt cặp đi, em tính giá hữu nghị cho. Cây này nhìn bộ đế là hết biết luôn, đế là không chống mặt nào mà hai lớp bố quậm xuống không à. Đây nè, quá trời bộ đế. Đó đế kìa, quá trời bộ đế luôn. Đo thử cái tổng của hoành đế này coi bao lớn. Nó cũng cỡ 2m3, 2m5 gì đó, bự lắm. Này là nằm bồn mà chắc muốn không chậu nổi đâu. Em này đo cũng 2-3 vị trí đi. Chỗ này là 56. Sát cổ đế. Lên trên một chút. 63. Để em đo thoát thân.
80. Tàn vậy cùi luôn. Đây là tàn thiên nhiên, không có chỉnh sửa gì trơn á, chỉ chằng sơ sơ thôi. Cái lá như lá xài vậy. Cái này nè. Cái này chủ nhà nói cây giảo đó mà không biết sao. Nhìn cái lá à. Hả? Lá bự như lá xài vậy hả? Thấy không? Nút nụ thì nè, quá trời luôn. Cây này cô chú anh chị nào có không gian bự là để cây này là hết ý luôn. Bao cô chú là về phần bông đẹp mà bông thơm bự đó. Trời ơi, cái bộ đế ôm một ôm không giáp luôn. Đế là cô chú anh chị mình là hết chê luôn nè. Thấy không? Bự lắm, quấu quấu xuống. Đế đẹp. Cây này cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Ngang 2m7, cao 3m. Cây mã số 3 này em giao lưu với cô chú anh chị giá 43 triệu. Em bao ship là bán kính 200km nha. Còn xa hơn nữa thì cô chú anh chị mình thương lượng em cũng dẫn ship. Đây tới cây mã số 4. Mã số 4 này là một cây này nghệ thuật cho cô chú anh chị. Cái này nó có cành bay đẹp dữ lắm đẹp. Cái này mình chơi cái chậu hột xoài bỏ lên xây như tiểu cảnh đó đẹp lắm. Cái này em chỉnh sửa quay nhạo hết rồi. Nói chung ra mấy cây này là em có đo sẵn hết trơn, em ghi cho nó lẹ cho cô chú mình xem. Nảy lên sù cám hết rồi nè. Dưới phần cái cây này nó nhỏ thiệt nhưng mà em có sửa đế một lần rồi. Anh quay cái phần kỹ cái rễ cám này là nó lên sù trứng lự trơn. Cái này cô chú anh chị nào mà chốt về là nuôi tương lai là ngon lắm nha. Nè sụn trứng nhỏ lự trần. Nuôi đường dài là cây này ngon lắm cô chú. Em có sửa để cho sửa đế rồi. Chung là bích chạch hết. Em đo đó hoành thằng đó. Sát cổ đế 38. Trên chút đi cho cô chú mình dễ tham khảo. 36 thoát thân. 45. Cây này là chiều dài tổng nó là 2m6, ngang 1m7, cao 1m9. Cây mã số 4. Cây này là dáng bay ha. Dạ dáng bay. Cây này mà có cái chậu xài cái để tiêu cảnh xây cái hồ cá các cá gì dưới đó, trời ơi đẹp. Nút thì chơi tết là quy vu rồi. Hôm rồi cái phần này nó dài sụ xuống quá em tỉa nó mới đâm cái hộp nhỏ thôi. Nó cũng có nở một số nó gần ấy đó. Cái nụ thì nhóc hết. Chế cái thời gian qua bông được rồi, ha. Ừ. Được rồi. Thì nó cũng có một lớp bông nữa bình thường, chế tết bình thường. Bông nụ vẫn còn nhiều lắm. Tại vì nó em nó lớn ra con hoài, nó sụ ra ngoài này em con đó. Thì mã số 4 này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 11 triệu nha, em dẫn bao ship 200km. Là dài tổng nó là 2m6. Ngang 1m7, cao 1m9. Rồi em đo sẵn trước rồi cho nó lẹ để cô chú mình chờ đợi đo nó lâu. Và cây mã số 5 là vẫn cây mây vàng luôn. Cây này cao, cây này cao 4m á. Cây này là bông bao đẹp cô chú anh chị mình luôn nha. Vàng xương cành là khỏi chê. Cái này là tán ngang của nó là 3m1, cao 4m. Đó. Có mặt bông thì bông đẹp lắm. Cái bả bông gió nó mọc ra mà bông gió không mà nó đẹp dữ lắm đẹp. Cũ.
củ quá trời củ nở luôn. Để em đo cái củ nở rồi đây. Tổng củ đặt nó 120. Đo sát cổ đế là 46. Rồi lên trên chút đi. Đo nhiều vị trí cho dễ tham khảo. 42. Đo thoát thân luôn. Thoát thân tới mặt bầu là 1m2. Cái cây này còn đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Tại em cây tàn lớn em không có khai thác xuống. Nhưng mà nó quậu đây là còn dàn đế nó dữ lắm. Cây nằm bồn mà em đâu có khai thác nhiều. Cây này đẹp lắm cô chú ơi, bông bao cô chú, bông đẹp, bông thơm luôn, bông vàng khè luôn. Nút nụ thì khỏi chê. Đó. Cô chú anh chị nào mà có cái sân vườn rộng lớn là đưa cái này là hết ý. Cây mây vàng một thân một cốt mà cái này nó tàn treo à. Lên kia nó được hai thân. Cao cái này đang treo nút nụ rồi kính mít cũ quá trời. Cái cũ này hết ý luôn, cứng ngắt mặt sạch luôn. Cái này đó là ngang 3m1 cao 4m là cây số 5. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 33 triệu, em cũng vẫn bao ship 200 km. Cây này cây số 5 cô chú anh chị, 33 triệu. Cây số 6 cũng vẫn là một cây mai vàng. Cây này cái tán hơi cao à. Cái này ai chơi tâm cao thì cô chú anh chị mình chơi được. Cây này có hai phiết điểm. Cái này hồi đó em vận chuyển sao mà nó ve lại không hết, nó tét cái nhánh này phiết vô. Em đục bây giờ nó cũng kéo mép rồi. Với cái phần mặt cắt trên này nó có hai phiết điểm thôi, mặt cắt nhánh. Rồi. Còn mấy mặt cắt nhỏ nhỏ này thì không tính đi, nó cũng kéo rồi. Mới đây à. Không kéo mạnh rồi. Rồi, cái này tam tài luôn. Vô có phong thủy, cô chú nào anh chị mà chịu chơi tán cao cái này là cũng bao ông cô chú anh chị mà bông đẹp luôn đó nha. Bao cô chú bông đẹp luôn á. Mong là khỏi chê có mặt bông hết. Để em hào thử cái thốc thân nữa kìa. Thốc thân nó cỡ 2 mét á. Không tới không? Mét rưỡi này cỡ mét 8. Rồi. 89 vậy đó. Cái này là tán ngang 2m5, cao 3m5. Để em đo hoành thân coi. Đế này đế đều bốn mặt luôn. Hoành thân 47. Thẳng nước dây luôn. Đó, đế là chạy đều bốn mặt. Cái này cô chú nào mà chơi tông cao cũng được, còn thôi nếu mà giật xuất bonsai cũng được. Mà thấy em để tông cao này ngon hơn, đẹp. Thì bông đẹp đó, bông bao của cô chú mình bông đẹp luôn. Ừ. Tại vì nói chung ra là nó bự lắm. Nó đụng mấy cái tàn này nè em mới cắt con lại bớt đó. Chứ không thôi là nó bự lắm. Ừ chứ bạn để này nó che lại khuất cái mấy cây kia. Để mấy con lại. Chứ đúng ra mấy cây này mà em để ở ngoài có chỗ rộng nha là em để cây này bự lắm nè. Nó che cái này, che cái này, che mấy cái nhỏ rồi nữa. Chỗ hẹp chặt, nó trồng nó cũng cực. Đúng rồi. Đế thì cho đều bốn mặt luôn, nó có đủ hết trơn. Hoành 47. Cây này già cây lắm rồi cô chú ơi. Bán giá mềm cho cô chú mình, chị mình chơi luôn. Cây mã số 6 này là ngang 2m5, cao 3m5.
em giao lưu với cô chú anh chị mình là giá 9 triệu, em dẫn bao ship 200 km, à bông bao đẹp cô chú mình luôn. Cây số 7, cây tàng thông, cây này mình ăn Noel muộn nè. Cây tàng thông này, cây số 7 này cũng là bông bông đẹp luôn nha chú, bông chùm bông thơm luôn, 5, 7, 9 cánh mà bông bông 5 thì ít, 7, 9 là nhiều. Cây này em thấy mặt bông rồi, bông đẹp cực kỳ luôn cô chú anh chị mình là khỏi chê. Cây này là tán ngang đó là 2m4, cao 3m4. Để em đo thoát thân nữa coi. Trong tay cạnh tới mặt bầu là 50. Quạnh thân. Xác này là 42. Xích lên chút đi. Để đo nhiều vị trí để cho dễ. 38. Để đo cũ để đặt chỗ phần này đi. Còn khỏi đo cọng rễ kia kỳ lắm. 102. Đế quấu quấu xuống là đặt sạch luôn nè, nó có điểu đủ hết, có hai cái giò này. Ở đây nó con cọng ăn sâu quá rồi, nếu mà cô chú cắt cũng được, cắt cho nó gom lại nguyên một khối luôn. Đây này giờ cái cây này em trồng nuôi lại thì để vậy cho nó cây nó mạnh khỏe. Còn về nhà cô chú mình muốn tiện cũng được, tiện cho nó gom một khối lại cho đẹp hơn. Cây già cây luôn. Cây đẹp lắm cô chú anh chị ơi, bông bao của chú cũng đẹp mình đó. Cây này đón xuân 2022 là ok. Cây nằm bồn rồi cô chú anh chị mình khỏi sợ. Alo cái là cô chú mình chốt cái là em gỡ ra là quấn băng keo rồi giao cho cô chú à, không có đứt cọng rễ nào chứ. Hả? Cái này chiều cao nó là 3m4. Ngang 2m4. Là cây số 7. Cây số 7 thì em giao lưu với cô chú anh chị giá 13.500.000, em cũng dẫn là bao ship 200 km. Rồi cây lớn mà vận chuyển khó không cô chú anh chị ơi. Đây cây số 8 cũng là con thú này, hôm rồi có anh nào anh chốt mà sao anh suy nghĩ sao anh hồi lại nè, hôm nay giao lưu lại của chú mình nhưng có cái huông hai cây luôn, cây số 9 với cây này một chủ một đó, chốt hai cây đã rồi anh hồi hôm nay bán rẻ lại giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Điểm đo tán ngang đó, tán ngang 1m4. Anh coi trên giùm em tới chưa? Cao 1m7. Con thú nha. Thú này sao nó không có duyên phận với ai ta? Chốt rồi cũng bị hồi nữa nè. Này, nó sẽ có duyên. Ông kia anh chốt rồi anh nói suy nghĩ sao đó. Hoành nó 36 mấy à, tính 36 rồi, gần 37 á. Em đo bình dài coi. 30. Nó chỉ có mấy mặt thẹo được, hôm trước là cái nhánh nó mọc không có duyên, đục lại cho nó nhìn thấy thấy cái đuôi này cho thân này cho nó lộ ra. Em đo tổng mình đây. Ờ. 120. Tổng mình đế 120. Đo cái bụng luôn. Bụng này độ mấy con này nó bị thiếu ăn. Thiếu ăn nó bị ốm, teo đít. Ừ. 22, eo như cục chinh vậy. Ớt được 25. Cây này bông cũng đẹp đó cho cô chú, 5, 7, 9 cánh á. Này chờ chỉnh sửa quay nhạo từ nhỏ rồi. Cái này con thú.
thú này không gài sao nó xịt lưỡi hoài, không biết nó có bệnh đau không mà đủ ai cũng chốt rồi mà còn bị bỏ quên lại nè. Hôm nay bán rẻ cho cô chú anh chị nè, mà tết cái này phong thủy được cái cô chú, chân nhà đẹp rất đẹp nha, chơi cái chậu xưa bông đẹp cho cô chú luôn luôn. Hôm nay chưa đo thoát thân, người ta thoát thân thử bao nhiêu cho cô chú mình hình dung. 40 đó, chỉnh sửa qua nhạo là hết ý luôn, cái này là khỏi chê cái gì chứ. Này có dạng bonsai nguyên một con thú trà bá luôn, có con thú giữ nhà. Rồi cái mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 23 triệu, em bao ship 200 km luôn. Đây thêm một cặp luôn. Mã số 9 cái này là cây mai giảo Tân Châu nha cô chú, cây mai giảo Tân Châu nguyên một cái đít, quá trời cái cũ đều luôn. Rồi sẵn đây em đo luôn cho cô chú anh chị mình hình dung. Hoành thân nó 37 năm, tính 37 rồi. Đo củ đế đặt nữa coi, nguyên củ đế 107. Đo củ đế đặt luôn. Sáu mươi ba nguyên củ đế đặt. Này cây giảo Tân Châu, chỗ này là xù hết trơn, ở lên xù giá cốc hết trơn rồi đó, nguyên ức này nè. Cây này đẹp lắm cô chú ơi, thoát thân nó được 25. Em đo tan ngang luôn. Tán ngang mét 4. Cao 1m8, mét 9 gì đó. Tính mét 8 thôi. Cây là bông đẹp nha cô chú. Bông 5 cánh mà 5 cánh khích bự đẹp lắm. Giảo Tân Châu. Nụ nút thì hết ý luôn. Nụ nút bành bành cho nghe. Cái này hôm rồi anh kia anh chốt một cặp đó, và sau anh điện lại anh hồi nó thôi, nó vợ không cho lấy gì đó, phải hỏi ý kiến vợ mà vợ không cho lấy thì thôi anh không lấy. Nay giao lưu lại cô chú mình anh chị mình coi coi có ưng ý gì chốt. Em số điện thoại giao lưu của em là 0906 626 660, rất mong được cô chú anh chị ủng hộ nha. Địa chỉ của em là đường Nguyễn Văn Linh, dưới chân cầu Gạch Cam, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Cây mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị giá mình 13 triệu. Em vẫn bao ship 200 km. Tới cây số 10 là cây cuối clip mà cô chú anh chị. Đây bên đây. Trong bồn luôn. Cái này là quá trời lá già nụ rồi thôi, hết biết rồi. Cây tàn đa mà nụ nè. Quá trời cái tàn, cái này mà trần ra đẹp lắm. Trần ra tàn bự lắm. Cái này ngang 3m2, cao 3m. Để em đo thoát thân coi. Thân được 30. Còn thân cái này không đế, đế nằm chạch dưới em cũng không môi. Rồi đại đây đi. Này 36. Dính cậu đế rồi, chỗ này 37. 36 37. 37. Ngang 3m2, cao 3m, cái số mã số 10. Mày ghim, không có ghép cây nào hết. Cái này nếu mà tăng chặn tàn ra là còn trên nữa. Chặn ra có 4m rưỡi á.
bự lắm, cái thằng dù mà nổ nút là ok. Dạ, cái này mã số 10 là mà cuối clip là giờ em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 11 triệu em bao ship 200 km ạ. Rồi cái số 10 là hết cuối clip á. Thì mã số 10 này em cũng là cuối clip của em, là em cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị coi và ủng hộ cho em ạ. Em cũng rất chân thành cảm ơn và cảm ơn. Số điện thoại giao lưu của em là 0906 626 660. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ. Dạ em cảm ơn rất nhiều cô chú ạ.